Cụ biết mình năm nay nhiêu tuổi không? 97 à. Dạ 97. Dạ con chúc cụ sống 110 tuổi, 15 tuổi luôn nha. Thế ông bà đâu, ta đâu hay là đó. Dạ con nghĩ là chắc do bà cụ là niệm Phật đó, do đó là Phật độ cho bà sống lâu. À, mặt cũng còn hồng hào nè. Đẹp, đẹp lão. Cao Hấn xin chào quý bà con cô bác anh chị em. Thì thông qua clip mà mình ghé thăm cô ba nhổ tóc 50 năm nay á mọi người, thì sẵn đây mình thấy có dịp mà chú Út một buổi cơm đút cơm cho bà cụ nè. À, chú Út là một người con trai rất là hiếu thảo. Chú Út hiện tại bây giờ cũng sáu mấy tuổi phải không chú? 60. Giờ chú Út chắc 60, nhưng mà chú Út phải sống như vậy để nuôi mẹ 90 tới thời điểm này là 97 tuổi. Rồi nuôi thêm bà chị là cô ba mà nhổ tóc nó nữa bị bệnh, rồi thêm chú Năm là bị tai biến ở nhà nữa. Một tay của chú Út này là nuôi hết ba người trong nhà đều lớn tuổi và cũng đều bị bệnh hết. Dạ chú Út cho con vừa vừa đút cơm cho bà cụ, cho con hỏi với nha, chú Út Dạ. là lúc trước cái giờ là chú Út mà thấy mẹ như thế này rồi chị của mình rồi người anh của mình như vậy rồi chú Út mới không có vợ hay là sao chú Út? Đâu cái kiểu cũng có vợ chứ, mà đều cái kiểu như chấp nối rồi cái kiểu nó Dạ. không có được thuận thảo rồi À. thôi luôn tới giờ. Dạ, vậy là lúc còn trẻ thì chú Út cũng chấp nối có một lần, nhưng mà do điều kiện rồi chú Út sống bây giờ luôn, cái giờ này một mình độc thân. Ủa bà ăn chay hả chú? Anh trai Dạ. Bà vẫn còn niệm niệm Phật được ha? còn Nãy con nghe nói nhìn cụ là 97 tuổi phải không chú? 97 Ừ, dạ. Cụ nhìn cái mặt cụ thấy có căn Phật căn tu quá ha, hai lỗ tai dài cơ kìa. Cụ ăn một ngày gì là mấy chén chú? không sáng chén chiều chén Dạ. Rồi hàng ngày là chú cũng nấu cơm nước đồ cho cô ba với người chú Năm ăn luôn. à, thì có cô ba ăn rồi, mà nó đúng ra thì hai người đó thì có khi thì nấu ăn rồi có khi thì tự nấu, Dạ. rồi có khi ngày nấu ba bữa nữa, ba nồi cơm Dữ vậy? Sao sao ba nội? Là do cô ba là nấu chuối ăn riêng hả? rồi có khi rồi cái nấu chuối đó là thí dụ như muốn nấu là nấu gì đó là, chứ không phải là nấu chuối ăn riêng. Dạ. Nhà có khi ba nồi cơm vậy đó, rồi giờ la rầy sao thật thôi, làm sao làm la rầy hoài làm sao. Chú Út mà mình chăm sóc bà hiện tại đang là bà cụ là đang bệnh tả hả chứ Bằng chú Út? tả Là bà cụ mà ngồi một chỗ nằm một chỗ như thế này mà để chú Út mà chăm sóc bà ăn uống rồi tắm rửa hết á là bao nhiêu năm mà chú? cái vụ này cũng không nhớ nữa, cũng nhiều, hình như là 2-3 năm nay Mới 2-3 năm nay. Lúc trước giờ là bà là cụ còn vẫn đi đi đứng đứng được. được. Đi đứng được thì mình chỉ cần mình bế cơm mà cụ tự múc ăn được. Vậy là mới cực khổ khoảng 2-3 năm nay là nặng nề nhất. Cụ còn nghe nói chuyện được không chứ? Còn Còn. Dạ con chào cụ. Dạ. Cụ biết mình năm nay nhiêu tuổi không? 97 à. Dạ 97. Dạ. Con chúc cụ sống 110 tuổi, 15 tuổi luôn nha. Thế ông bà đâu, ta đâu hay là đó. Dạ con nghĩ là chắc do bà cụ là niệm Phật đó, do đó là Phật độ cho bà sống lâu. À, mặt cũng còn hồng hào nè. Đẹp, đẹp lão. Thiệt bà cụ đẹp lão thiệt. Ồ tay chân bà coi nè, tội nghiệp nha, nhăn nheo quá trơn, là 97 tuổi à. Vậy là mỗi ngày bà cụ chỉ nằm trên đây thôi, còn như là chốt phải lo lắng hết trơn luôn, từ vấn đề vệ sinh rồi tắm Vệ rửa sinh thay tắm tả rửa đâu hết. sáng thì cho xuất viện, xuất miệng rồi Dạ. uống thuốc rồi cái ăn cháo với quầy sữa cho bà uống, Dạ. rồi uống rồi rồi mình mới đi chợ mua đồ ăn gì nấu cơm, Dạ. rồi sáng là lúc nào cũng vậy rồi phải thay tả cho xuất Dạ. viện bữa nào như bữa đó. Thì hồi nãy con có hỏi chú Út đó, thì cái nguồn thu nhập của chú Út hồi đó giờ là rất là khó khăn, nhưng mà thời gian vừa qua thì cũng có cô Bảy thì cũng gửi tiền cho chú Út cũng Có được rồi 6 triệu mấy, gần 7 triệu là ha, cũng đỡ. cảm ơn chị Bảy Dạ. gửi về cho hôm đó là 6.750.000 tôi Dạ. còn nhớ. Rồi hồi nãy chú cũng nói mới do khó khăn quá mới bán được một miếng đất nhỏ của mình ngoài sau hả chú? Dạ. Bây giờ con thấy chú mới làm gạo phải không?
Vậy là bán đất đó là do kinh tế của mình lo không đủ tiền bạc rồi chú mới bán đất để lo cho gia đình hả chú? Dạ. Dạ. Tại vì nuôi tới ba người mà ăn uống hàng ngày, rồi bệnh hoạn như bà cụ như gì nè, rồi thuốc men sao chứ? Thì thuốc men thí dụ như đi bệnh viện thì không có tốn tiền, thì chỉ có thí dụ như tốn tiền là ăn, còn thí dụ như mình muốn vô đạm thì phải tốn tiền cái đó, có ngoài cái mục của cái y tế, ngoài cái mục tuổi già, rồi thành ra dự chỗ đó mình phải tốn tiền, như kỳ gọi đó là tốn 2,4 triệu là 4 chai đạm. Yeah. Mỗi chai 600.000. Còn mấy kỳ trước thì có như không tốn tiền, như tốn tiền ăn với tiền mua tả. Rồi ví dụ như tiền ăn tiền mua tả đó, chứ còn không tốn tiền gì hết. Rồi cô ba với chú Năm là có bệnh hay là uống thuốc gì thêm không, hay là cứ dị bình thường chứ? Thì cái gì đó thì ví dụ như bệnh thì đi mua thuốc ở ngoài uống, chứ bây giờ kiểu gì đây làm sao lo. Dạ, một tay chút phải ba người luôn. Dạ bà cụ nằm đi bà cụ. Mỏi mới ăn xong. Dạ. Vậy là đất của chú Út đất ruộng phía sau còn lại mảnh đó rồi bán luôn. Bán rồi mai mốt mà thời gian mà lâu dài thì mình sử dụng hết đồng tiền nó cũng hơi khó ha chú. Thì phải chịu thôi chứ sao vậy. Và chú cũng muốn đi làm kiếm tiền mà cũng làm không được luôn. Làm được đâu. Ở nhà phải trực suốt phải không? Nhưng mà cái kiểu gì đây là ai đó. Dạ. Lo cho bà cụ hàng ngày đâu bỏ đi đâu được. Chú Năm thì cũng không làm được gì. Rồi thêm cô ba có làm gì được đâu. Cái nhà này ông còn lao không được nữa đây mà. Dạ. hồi nãy ông lại ông nói con ông nói ê mày nghe tao hát không? Tao hát cho mày nghe. Cái gì con nãy giờ con ngoài sau con quay ông clip á, ông hát cái cổ nghe cũng được lắm, hay lắm. Dạ. Vậy là ở nhà là ví dụ mà ăn mặn ăn chay rồi là chú phải nấu ra 3-4 phần luôn khác nhau. Dạ. Còn bà cụ là sao chuỗi này buổi tối niệm Phật hả bà cụ? Bà lặn sao chuỗi niệm Phật buổi tối nha. Lúc rảnh là bà niệm Phật. Dạ. Bà có nghe máy trợ giảng được không chú? Có nghe được. Có nghe. Có. Dạ, để con có cái máy kìa. Em ra em lấy cái máy ra giùm anh Thảo. Cái máy trong yên xe biết mở hay sao. Hôm đó cái máy nghe nghe cho cái máy. Em bấm vô á, em bật qua cái bấm vô. Rồi em lấy cho cái máy rồi rút cục lại rồi sau đó không biết mà cái gì. Cái thẻ nhớ nó hư đi. Dạ. Rồi cái rồi lúc cũng coi hôm nay không có mua lại cái tháng nhất. Dạ. Cái máy này là của cô Liên Thảo ở Sài Gòn. Đã dễ gì chị gửi về mấy cái cho con để gặp những hoàn cảnh nào mà ăn chay niệm Phật đó thì có thể mình kêu nhà con tặng cho hoàn cảnh đó để người ta nghe giảng kinh cái đồ sẽ tốt hơn. Dạ. Con sẵn có đem đây để con gửi cho chú một cái cho bà nghe. Dạ. Hôm nay nói để đi mua cái thẻ nhớ giảng để mà đút vô nghe mà nó nói rồi cái tới dừng đi rồi về tới nhà mới nhớ, tới đi về tới nhà mới nhớ không. Dạ. Để con ra phần trước con lấy ra. Dạ. Đây là cái máy này chú. Để con gửi chú. Chú lột ra con chỉ cái nút đấy cho. Quên nữa em lấy cái cục sạc giùm anh nha. Cái cục sạc. Cái máy này là chỉ cần mình mở lên thôi. Để mở cho bà cụ nghe. Bà cụ uống nước. Chú rút ra luôn. Tháo ra. Rồi. Có trong cái bọc đó chứ. Đây. Ngay gọn quá. Chú rút cái bọc ra đi. Con chỉ cho. Chú chỉ cần là chú bật cái nút này lên thôi. Nghe ra giảng đạo, giảng kinh á, niệm Phật đồ á. Bật cái nút này lên là tự nó hát. Cái chú bấm những cái số nè. Ha. Những cái số này là bài. Rồi chừng nào hết pin á, chú ghim đây nè, sạc. Sạc từ sáng đến chiều 8-9 tiếng 10 tiếng vậy thôi là mình xài được 20 tiếng, rất là lâu. Dạ, để em Thảo lấy cái cục sạc vô nữa. Máy này gọn mà đẹp ha. Dạ, này của cô Liên Thảo ở Sài Gòn, trợ duyên cho những hoàn cảnh tu rồi niệm Phật á. Rồi Cao Hớn cũng cảm ơn cô Liên Thảo luôn đã trợ duyên mình một số cái máy nghe giảng kinh đồ để cho bà con cô bác nghe. Cảm ơn cô Thảo. Dạ. Nè, có cái máy nè, tặng cho bà nè, cái máy cho cụ nghe niệm Phật. Nó uống nước rồi. Không nghe rồi. Cái.
Hết nước cái gì? Còn còn. Nằm trong yên xe á. Ờ có cái cục không á. Cái cục đó là ghim cái dây này vô nè, rồi mình ghim vô đây cái mình sạc. Ủa vậy là không có sạc điện hả? Sạc điện đó, sạc điện đó. Mình ghim vô cái ổ này nè. Ghim vô đây cái mình ghim cái cục này vô đây nè, còn này ghim vô cục sạc. À hiểu rồi. Hèn gì. Đó, có cục sạc á. Này ghim đó. À cái này ghim đây nè. Cái bự này nè. Đó, chừng nào nó lâu hết pin lắm, ghim mạnh vô. Đó, vậy đó. Rồi cái ghim vô cái lỗ bên đây. Rồi, hiểu rồi. Hết pin cái mình ghim vô lỗ này mình sạc. Ha. Dạ. Thôi vậy con xin phép nha. Con về sớm nha. Dạ. Trễ rồi. Cảm ơn nhiều. Dạ. Chúc chú Út nhiều sức khỏe nha. Dạ, có lời cảm ơn cô Thảo nhiều luôn. Dạ. Chú Út mới bán công ngữ đắt thì cũng có ít tiền cũng cũng đỡ rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi con chào bà cụ con về nha, chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn bà. Dạ con cảm ơn bà. Dạ con có dịp đi ngang đây con ghé con thăm bà. Dạ. Rồi con hớn xin cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi clip của mình nha.